Xin chào các em học sinh khối 7. Chào mừng các em đến với bài giảng môn giáo dục công dân của cô ngày hôm nay. Như các em đã biết, môi trường là nơi chúng ta sinh sống phát triển hàng ngày, là không gian để sinh tồn của rất nhiều loại động vật thực vật trong tự nhiên. Tuy nhiên, ngày nay do ý thức không tốt của con người mà môi trường đang ngày càng trở nên ô nhiễm nặng nề. Sự ô nhiễm này không chỉ gây ra suy giảm chất lượng môi trường sống mà còn đe dọa đến chính sự sống của con người trên trái đất. Và đó cũng chính là nội dung mà cô muốn hướng đến cho các em trong hai tiết thực hành ngoại khóa. Các em sang tiết 33-34, thực hành ngoại khóa. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, đời sống xã hội tuy được cải thiện rất nhiều, nhưng song song với nó là những tác hại vô hình nhưng lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong đời sống của con người. Đó chính là thực trạng suy giảm môi trường sống, môi trường tự nhiên. Và cũng vì đó mà cô đã chọn đề tài thực hành ngoại khóa về các vấn đề bảo vệ môi trường cho các em ngày nay. Trong nội dung chương trình giáo dục công dân lớp 7 thì các em đã được tìm hiểu về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và trách nhiệm của công dân đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Và chúng ta cũng tìm hiểu rõ trong bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về môi trường, phần thứ hai là thực trạng và giải pháp. Tổng quan về môi trường thì cô sẽ nhắc lại một số các khái niệm mà các em đã được học trong chương trình giáo dục công dân lớp 7 và vai trò chức năng của môi trường. Các em cùng quan sát một số cái khái niệm về môi trường thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường. Thêm vào đó các em sẽ nghiên cứu sự tác động qua lại giữa ba cái vấn đề này. Các em quan sát. Môi trường ở đây được hiểu là toàn bộ các điều kiện tự nhiên nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên là những cái của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng và phục vụ đời sống của con người. Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng đây là những cái yếu tố có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của con người. Mà khi những yếu tố này bị nguy hại thì nó sẽ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của con người cũng như của các loài sinh vật, thực vật trong. Theo các em, ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là tình trạng mà môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các cơ thể sống khác. Ô nhiễm môi trường chủ yếu là do hoạt động của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường còn do một số các hoạt động của tự nhiên. Bài học ngày hôm nay cũng sẽ giới thiệu với các em các loại ô nhiễm môi trường, ví dụ như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất. Chúng ta cùng tìm hiểu ô nhiễm môi trường đất. Ô nhiễm môi trường đất do một số các cái nguyên nhân như sau: do sử dụng nông dược và phân hóa học, do chất thải công nghiệp, nông nghiệp, chất phóng xạ, do hoạt động khai khoáng và do khí thải công nghiệp gây ra mưa axit và làm hại cho đất. Không chỉ có ô nhiễm môi trường đất mà nguồn nước thải trong công nghiệp này, trong sinh hoạt chưa được xử lý mà đã thải ra ngoài môi trường, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Môi trường nước thì khá là nhạy cảm, chỉ cần ô nhiễm một vùng nước sẽ có nguy cơ lây lan ra rất nhiều các vùng khác, các ao hồ, sông suối, khu vực xung quanh. Môi trường nước bị ô nhiễm không chỉ làm cho cá, tôm, các loài thủy sinh chết mà còn gây nguy cơ, nguy hiểm cho con người. Bởi nguồn nước bị ô nhiễm là nguồn nước con người sinh hoạt hàng ngày, từ đó sẽ gây ra nhiều căn bệnh lạ về da, về đường hô hấp, đặc biệt là căn bệnh về ung thư. Ô nhiễm môi trường nước còn do một số các cái nguyên nhân như là chất phóng xạ này, khai thác vận chuyển dầu này, hoặc là từ nhựa, rác thải rắn. Hẳn là các em còn nhớ vụ việc công ty sản xuất mì chính Vedan xả nước thải ra môi trường mà không hề qua khâu xử lý nước thải nào. Hành động vô ý thức này đã khiến cho nước của cả một vùng bị ô nhiễm trầm trọng. Người dân một làng lân cận đó bị ung thư rất nhiều.
Vụ việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận trong một cái thời gian dài. Hoặc là ví dụ như là con sông Tô Lịch ở Hà Nội này, do lượng rác thải sinh hoạt xả xuống quá nhiều mà giờ đây nó đã trở thành một con sông chết, không có bất kỳ loài sinh vật nào có thể sống ở đó. Màu nước thì đen đục như màu của nước cống. Khi di chuyển qua khu vực này thì chúng ta còn thấy mùi hôi thối của rác thải. Ô nhiễm môi trường nước thì còn gây ra những hệ lụy quan trọng, đó là ô nhiễm môi trường không khí này, hoặc là ô nhiễm môi trường đất, vì chúng có mối quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta cùng tìm hiểu về ô nhiễm không khí. Chúng ta nhận thấy rằng là đây là một cái vấn đề nóng bỏng của toàn cầu. Khí CO2 từ việc đốt than, dầu hay gỗ. Khí CFC từ hệ thống điều hòa không khí hoặc là tủ lạnh này. Khí nitơ oxit gây mưa axit do đốt cháy nhiên liệu như là than đá và dầu. Khí sulfur dioxin đốt cháy trong các nhà máy điện, nhà máy giấy hoặc các ngành công nghiệp hóa chất. Các em nhận thấy rằng khói bụi ở các nhà máy sản xuất công nghiệp này, khói bụi ở đường xá, xe cộ thải vào trong không khí sẽ làm cho bầu khí quyển bị ô nhiễm và từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái cũng như sức khỏe của con người trong xã hội. Chúng ta có thể thấy rằng không khí là một cái yếu tố duy trì sự sống của con người thông qua hoạt động hô hấp của cơ thể. Vì vậy, một khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của con người. Con người có thể một ngày không ăn hoặc là không uống nhưng không thể không thở, dù chỉ là một phút. Nói như thế thì ta mới thấy được vai trò của môi trường không khí và sự nguy hiểm đe dọa của ô nhiễm môi trường không khí đối với sự sống của con người. Như vậy, môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chính vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của con người. Chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường này, tuyên truyền để bạn bè, người thân cùng những người trong xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chỉ có như thế thì môi trường sống của chúng ta mới trở nên trong sạch và tốt đẹp. Trước cái tình trạng ô nhiễm môi trường như vậy thì chúng ta nhận thấy cái chức năng của môi trường vô cùng quan trọng. Môi trường đã giảm nhẹ các tác động lên con người và sinh vật. Môi trường còn là nơi lưu trữ cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, môi trường cung cấp không gian sống cho con người và sinh vật, cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên và chứa đựng các cái phế thải cho sinh hoạt và sản xuất. Chúng ta cùng sang phần 2 La Mã, thực trạng và giải pháp. Bằng những cái thông tin ở trên mạng xã hội cũng như sách báo thì chúng ta nhận thấy rằng các vấn đề nóng bỏng môi trường hiện nay như là lỗ thủng tầng ozone ngày càng mở rộng, biến đổi khí hậu toàn cầu, gia tăng khí CO2 và hiệu ứng nhà kính. Một tình trạng nữa trong môi trường đó là bùng nổ dân số và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, rác thải ngày càng gia tăng, suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật. Lỗ thủng tầng ozone thì được phát hiện vào tháng 10 năm 1985. Ước tính đến năm 2065 mới được lấp đầy. Chiều rộng hiện nay ở Nam Cực lớn hơn diện tích ở Bắc Mỹ. Biến đổi khí hậu toàn cầu gia tăng khí CO2 và hiệu ứng nhà kính. Lượng khí thải đã lên tới 30,6 tỷ tấn vào năm 2010. Năm 2035 thì nhiệt độ bề mặt địa cầu dự đoán sẽ tăng lên 2 độ C. Gấu ở Bắc Cực chết do băng tan. Diện tích băng tan trung bình mỗi ngày tại Bắc Cực trong tháng 7 năm 2009 ước tính là 106.000 km², và con số này gấp 3 lần diện tích nước Bỉ. Hiện trạng rác thải gia tăng. Ước tính sơ bộ lượng rác thải trên toàn thế giới là từ 3 đến 4,5 tỷ tấn. Đây là theo báo cáo năm 2006. Hiện tượng suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nguồn tài nguyên rừng,
tài nguyên nước ngọt, 1/3 rừng khai thác chưa được trồng lại. Trái đất thì đang nóng lên và dẫn đến cháy rừng. Rừng bị khai thác bừa bãi. Diện tích rừng hiện nay chỉ còn 31% diện tích các châu lục toàn cầu. Tiếp tới là sự tuyệt chủng của nhiều loại động thực vật. Ở Việt Nam thì có 882 loài bị đe dọa, tăng 116 so với năm 1992, trong đó gồm 418 động vật và 464 thực vật. Có 9 loài tuyệt chủng hoàn toàn như là tê giác hai sừng này, bò xám, heo vòi, kề rái cá, cá chép gốc, cá trình nhật. Nói tiếp theo là cá lợ thân thấp, cá sấu hoa cà, hươu sao và hoa lan hài. Có một bài hát rất hay, đó là Tổ quốc Việt Nam xin chào các bạn, có mình là Phương Phu. Hôm đó, nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc làm thế nào để bảo vệ môi trường nhé. Phần nội dung bài học mà cô muốn truyền tải cho các em. Chúng ta vẫn nghe rất nhiều về những lời kêu gọi bảo vệ môi trường. Vậy bạn đã hiểu rõ về những gì chúng ta cần phải làm để bảo vệ môi trường chưa? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Cần có những cái giải pháp nhất định. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới nhé. Hiện có tới 3,5 triệu tấn rác được thải ra trên thế giới mỗi ngày. Dự kiến sẽ tăng lên 11 triệu tấn vào cuối thế kỷ 21. Thế giới mỗi năm sản xuất hơn 300 triệu tấn nhựa. Ước tính đến năm 2050 sẽ có tới 270.000 tấn nhựa trôi dạt trên các đại dương, nặng hơn cả loài cá. Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc, hiện nay trên thế giới trung bình mỗi năm có khoảng 33 triệu trẻ em bị chết do ô nhiễm không khí. Trong đó có tới 1/3 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến tim và đột quỵ. Phải những làn khói độc có thể dẫn đến nhiều căn bệnh hô hấp, các bệnh ở mắt, da, bệnh đường máu và các hệ thống khác của cơ thể, bệnh về tim mạch, ung thư. Hơn 1 tỷ người đang bị thiếu khoảng 20-50 lít nước sạch mỗi ngày để phục vụ các nhu cầu căn bản. Rác hữu cơ là các loại rau, củ quả đã bị hư thối. Rác vô cơ như ly, cốc, đồ da, đồ cao su, gạch. Rác tái chế như thùng cát tông, sách báo cũ, hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng, các loại vỏ lon nước ngọt, lon bia. Hơn 1 tỷ người đang bị thiếu khoảng 20-50 lít nước sạch mỗi ngày. Sau đó, bỏ các loại rác vào từng thùng rác. Rác hữu cơ là các loại rau, củ quả đã bị hư thối. Rác vô cơ như ly, cốc, đồ da, đồ cao su, gạch. Rác tái chế như thùng cát tông, sách báo cũ, hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng, các loại vỏ lon nước ngọt, lon bia. Sau đó, bỏ các loại rác vào từng thùng rác. Rau củ hư thối vào thùng ủ phân. Ly cốc đồ da đồ cao su vào thùng rác. Thùng cát tông, sách báo cũ, vỏ lon nước ngọt vào thùng rác tái chế. Xử lý rác theo phương pháp 3R: tiết giảm, reduce, giảm khói bụi trong không khí, không khí.
hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Giảm việc sử dụng túi nhựa, thay vào đó nên sử dụng túi giấy, túi vải khi mua sắm. Giảm việc sử dụng điện, tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng. Tiết kiệm nước bằng cách đóng vòi khi đánh răng. Tái sử dụng review. Tặng quần áo và đồ chơi cũ để chúng có thể sử dụng lại. Sử dụng giấy báo, thùng các tông cũ để gói quà. Tái chế, recycle. Tái chế lon soda cũ, hộp sữa và lon nước trái cây. Tái chế kim loại. Nếu chúng ta giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, chúng ta có thể sống trong môi trường sạch hơn, an toàn và hạnh phúc hơn.